Nhưng mà đúng là Hùng đã nhường nhịn cho cháu rất là nhiều. Chứ nó mà cũng được ăn học đại học ấy, thì bây giờ nó cũng làm ông nọ bà kia rồi đấy. Có khi là còn oách hơn cháu ấy chứ. À, đi mua hoa về thắp hương đi Phỏng. Sao anh mang nhiều thế? Đồ của em ở trên kia hết rồi cơ mà. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Thưa bố mẹ, thể theo mong muốn của em Dũng, con đồng ý cho em về công ty Á Đông để làm việc. Con xin phép bố mẹ cho con lên thành phố ở với em Dũng một thời gian. Đến khi nào em không cần con nữa, con xin hứa với bố mẹ, hai anh em con sẽ sống thật tốt. Con mong bố mẹ phù hộ độ trì cho em Dũng, chân cứng đá mềm, công việc thuận buồm xuôi gió. Kìa, nói gì đi chứ? Anh nói hết rồi còn gì? Các cụ muốn em nói. Em nói đi cho các cụ vui. Con sẽ cố gắng để trưởng thành hơn. Con hứa, anh em con sẽ hòa thuận ạ. Ôi trời ơi, tưởng hứa cái gì? Điều đấy là điều đương nhiên rồi còn gì nữa. Nào, xem cử nhân của xóm đâu rồi? Chào cô. Chào hai bác ạ. Cô và cháu bác ạ. Dạ vâng, cháu xin. Mời các cô các bác ngồi nước. Vâng, và vào nước đây. Vâng. Đây, dạ. Tao định chặt cho hai đứa có buồm thôi. Nhưng mà nặng quá tao không bê được. Chuối sạch đấy. Ăn không hết thì làm bánh chuối mà ăn con ạ. Vâng, cháu xin. Này, có cá chỉ vàng với ít lon bia hôm qua cúng cụ. Hai anh em cứ nhậu một bữa cho nó thoải mái nhá. Anh ạ, anh chỉ có mỗi cái tấm thân này thôi. Theo nào mà tổ chức khao ấy, thì bảo anh đến anh làm giúp cho. Chứ mổ gà chặt vịt anh làm một tuốt. Được không? Nhất trí luôn ạ. Được thôi. Có mấy đâu? Cầm lấy. Thôi. Thôi, anh cho cầm lấy. Đây, của bác đây. Anh em cháu cảm ơn các bác các cô. Kể từ lúc bố mẹ cháu mất, tối lửa tắt đèn, chuyện gì cũng có xóm giềng giúp đỡ. Không thì nhiều lúc cháu cũng chẳng biết làm thế nào. Trời ơi, có gì đâu. Hai anh em chúng mày cho đến ngày hôm nay ấy, đều là do các cháu là tự nỗ lực cố gắng. Nhất là cháu đây Hùng ạ. Bố mất, một mình vất vả làm lụng nuôi em ăn học. Không phải ai cũng làm được đâu. Ôi, cháu có làm được gì đâu ạ. Cái chính là thằng Dũng nhà cháu nó ham học. Thôi, mời các bác các cô ngồi uống nước. Thôi, để lúc khác. Chứ hai đứa đang định đi đâu đây à? Dạ, anh em cháu định lên thành phố. Không giấu gì các bác các cô, Dũng nhà cháu vừa được một công ty lớn ở trên thành phố mời về làm việc ạ. Tốt quá. Đã đẹp trai là có tài. Này, chúc mừng chú đấy nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Này, nghĩ nó cũng bõ công các ông bà. Cứ nhớ mãi cái ngày mà bố các cháu mới rời đi xa ấy. Hai đứa trẻ con ngơ ngơ ngác ngác, tôi cứ thắt lòng thắt ruột, bảo không biết bao giờ mà có thể vượt qua được. Ấy thế mà bây giờ trưởng thành cả rồi. Cũng phải thế chứ, để cho cái người bỏ chồng bỏ con kia nhìn lại mà trắng mắt ra mà ân hận. Úi giời, nói bà, chồng bỏ chui xa. Dũng này, cô ấy nói thế thôi, chứ cũng không có ý gì. Đúng là Hùng nó chăm lo cho Dũng còn hơn cả anh em cùng cha cùng mẹ. Cho nên là phải nghe lời anh, đừng có làm anh thất vọng nhá. Dạ vâng ạ. Cô xin lỗi nhá. Nhưng mà đúng là Hùng đã nhường nhịn cho cháu rất là nhiều. Chứ nó mà cũng được ăn học đại học ấy, thì bây giờ nó cũng làm ông nọ bà kia rồi đấy. Có khi là còn oách hơn cháu ấy chứ. Thôi hai đứa đi đi. Không có bà mình đi về. Hôm khác ta lại sang chơi. Dạ vâng.
Thì cháu cảm ơn các bác các cô ạ. Ừ. Đi nhá. Đi cẩn thận nhá. Nhá. Cô có chú ạ. Nhà cửa thế này nó còn cái ngoan. Thôi các cô các chú về nhá. Dạ vâng ạ. Ồ đấy. Tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi. Nói năng chả giữ mồm giữ miệng cả. Để cô tự ái sao. Anh về nhá. Chào ông nhá. Nghe chưa? Lô lô. Cái gì đấy? Lấy hộ mày cái xe máy á? Nhưng mà mày đã bảo ông bà già mày chưa? Thôi được rồi. Đằng nào tao cũng phải đưa thằng Dũng sang chào bố mẹ mày một câu. Để tao lấy cho. Đừng để bụng mấy lời của mọi người. Các bác các cô không có ý gì đâu. Mọi người chỉ nói sự thật thôi mà anh. Em thấy ở đây ai cũng đều quý anh. Không phải ai cũng quý anh, mà là quý cả hai anh em mình. Anh, cuộc sống của anh ở đây là tốt nhất. Anh ở lại đi. Anh cũng đã vì em nhiều rồi. Giờ em đã trưởng thành, em tự có thể kiếm tiền nuôi bản thân. Anh cứ làm những điều anh muốn đi. Những điều mà em muốn là anh muốn. Em anh ở đâu thì anh phải ở đấy chứ. Anh em có nhau là vui nhất. Đừng để ý đến anh. Cứ làm sao công việc của em thuận lợi là được. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thôi, đợi anh xếp nốt đồ rồi đi nhá.